Ôi, anh em mình nay cũng ăn mừng nha các bạn. Nay thành quả của mình bắt được con rắn nãy quay cho các bạn cùng xem rồi đó. Gần rồi, vô nè, đúng rồi anh em mình. Rồi, vô anh. Anh em mình bắt được rắn ăn mừng là mừng con lương nha các bạn. Ăn mừng. Rồi ăn mừng chứ. Mình nàng quay ba con lương này với lá đây. Rồi anh em mình dính rắn nhưng mà mình ăn mừng bằng con lương nha các bạn. Nó có lẩu chua, với cá chiên xù. Đúng rồi. Cột hành làm gì mày? Cá lồng tông mày là luộc nha các bạn. Rồi giờ chế vậy vô hết giới luôn hả? Sống ở quê rồi vậy đó, đi sông quốc về có rồi vậy luôn à. Anh Châu đang cắt con chuối nè các bạn. Này chuẩn bị nấu lẩu, lẩu chua. Này là ngò gai hả anh Châu? Ngò gai. Ngò gai ở quê mình thì ở xung quanh, giống như xung quanh nhà chỗ nào cũng có nha các bạn. Hà luôn nè. Đây nữa nè. Ở trước này có cây bông điên điển nha các bạn, nhưng mà tới mùa nước nổi nó mới ra bông. Ồ, cái này nó tốt, giữ dằn được cái bụi này. Đâu? Anh Châu hái gì á? Rau ôm. Ờ, rau ôm. Lẩu chua là có rau ôm là mới ngon. Hái coi chừng lộn rau dừa nha anh Châu. Con bát rau này cũng ăn được đó. Đây rồi có quế luôn. Anh Châu làm mới quế nữa chứ. Đó, quay sơ sơ cho các bạn coi vườn rau nhà máy nha. Có mồng tươi nữa nha các bạn. Đó. Còn cây bông điên điển mình khỏi nói rồi. Điên điển tới mùa đi. Điên điển tới mùa. Đó, này rau muống nè, rau muống bờ nè. Đã không? Sát bên rau lan luôn nha các bạn. Đây, rau lan luôn. Mướp bây giờ mướp rồi phải không? Có mướp thì có rồi. Đó, bạn thấy mê chưa? Ổi nữa nè. Có trái luôn nha. Đó, trái này thì còn non quá chưa ăn được nha các bạn. Đó, nhà máy nói chung là cây nhà lá vườn, cái gì cũng có đó. Ớt luôn. Đây, ớt luôn, ớt luôn, ớt luôn. Rồi anh Châu lượm vài trái luôn anh Châu ơi. Lượm luôn chứ. Đang vô mùa mà. Ôi nó thơm, nghe mùi thèm nữa không? Nghe mùi rau thơm thèm nữa không? Nhưng mà hỏi kỹ câu mãi của xịt thuốc gì không? Không, có đâu nhà. Ăn vô cái ăn hồi ỏi e nữa à. Ngày đứa, ngày đứa. Tính ra hầm đất bò lạc xưởng lên hồi hết ráo luôn. Ráo luôn gà chứ gì. Đâu hồi chú hai ông chiên thêm nữa chứ mới đầu lên là người gấp cục cục hết ráo. Gà gì cùng yêu luôn. Đây mấy anh em mình đầu bếp đây. Tính ra anh em mình đây ai cũng là đầu bếp được nha các bạn. Rổ để nó dợt lại mấy cái xác cơm mẻ để bỏ nha các bạn, để vô lặn cờ mình không có ăn khó ăn. Để xác cơm mẻ bỏ đây quậy lên cho nó thấy coi. Thơm rồi đó, có cơm mẻ vô.
ốc này thì hồi chiên xù nha các bạn. Chiên xù chấm mắm me. Muốn mặn à vô. Toàn bộ nãy giờ mình quay cho mọi người cùng xem đó là toàn là cây nhà lá vườn không, không có mua cái thứ gì nha các bạn. Có chai dầu ăn là mới mua thôi nè. Trời đó, được chưa? Sao thấy nó còn có bộ chát à? Còn non quá. Cũng hơi chua chua rồi. Mỏng mấy cái bự ai bẻ hay ta. Ổi bên đây thì bự hơn hồi nãy, mình quay cho bộ bên kia cho mấy bạn coi nha các bạn. Ở đây cũng có trái nè, nhưng mà hơi ít. Trái này hư rồi. Hư rồi bị nó bị chim ăn hay gì hết bên này. À, lấy dao cắt chứ. Dạ. Trái ngọt quá trời, tiêu. Làm lỗi xa mệt lắm. Mệt quá gái chê đúng không? Không phải chê mà mệt nó đi xa nổi đi nắng nổi lắm. Thấy đâu đó là ví dụ em đi vậy em mệt em đi vậy mới khỏe đó, em đi em cũng ốm à. Thì đó. Ừ. Wow, các thằng nào lấy dao hết gà. Làm mua cái nhà mình đâm cũng nhà khác với người ta luôn ha. Cái này lương chính rồi mình vớt ra bớt nha các bạn, chứ để hồi nó rã hết không ngon. Bớt ra đỡ bỏ ra, bỏ ra vô hay sao? Rồi chắc vô được rồi mày. Đổ luôn hả? Ừ. Rồi. Có cái mạng cái trà muối. Không cũng nhớ. Nó này không có ớt, không có ớt bỏ vô. Đó. Được không? Đó đó. Vô liền đây, vô liền. Chén đổ chưa? Đắp luôn mẹ. Còn có ốc luôn. Dầu đang sôi mà. Cái gì? Bia bia. Cái gì? Ba. Rồi để chảo đi. Rồi để chảo điện khác đây. Ồ, sao anh thấy được không? 2kg được đâu có tệ, hãy mạnh nó không được thả đi đặng mốt bắt lại nó bự. Rồi anh em mình nay cũng ăn mừng nha các bạn. Nay thành quả của mình bắt được con rắn nãy quay cho các bạn cùng xem rồi đó, gần rồi vô nè, nó rồi anh em mình rồi vô anh. Anh em mình bắt được rắn à, mình ăn mừng là mừng con lương nha các bạn. Chiên cua cua sá luôn. Ê chú hai ha, anh Năm, anh Châu. Nghe máy ơi, cái ly nhẹ thôi. Với anh Ngọc rồi, vô cái nào mấy bạn ơi. Rồi mấy bạn dùng vô luôn. Rồi bạn mới luôn, quên tên luôn. Rồi mời mấy bạn dùng luôn rồi Tức ơi. Rồi mời mấy các anh em dùng chung với tụi mình ha. Quay mấy này nó thèm chết luôn. Mất lắm mặn luôn á, bỏ luôn. Hồng lâm. Rồi những món này là dân dã hết. Đây là mãi nha các bạn. Mãi là những món này là mãi bắt hết luôn chứ. Chị sao? Ngon. Ở Châu cũng bài luôn á. Châu. Sao là anh Năm? Gấp miếng lương anh Năm. Châu. Châu. Bắt rắn ra, bắt rắn về bằng ra thành lương hả? Thiệt tình đi Năm. Ơi, mất gì cái đuôi có miếng vậy? Thôi vậy được rồi. Đó. Năm ngủ tối ngày. Năm ngày. Rồi vô luôn Năm. Tối ngày. Cái gì mới đây nữa hả? Tế ơi. Tế uống với anh Tế. Sao? Đưa Năm. Uống với anh Tế nhẹ ra Tế. Bắt rắn mà. Giảm đổ lại, giảm đổ lại. Con mời chú anh. Rồi chú hai vô đi chú hai. Vô đi. Được rồi. Cắt lên được rồi. Chín quá mì nó ngon. Có hủ quà hả? Quà nó chút quà đi sau. Dạ rồi con vô chú hai ha. Đã làm miếng lương coi. Ngon mà anh ăn chưa mà ngon. Hấp nước không mà. Hấp nước không mà sao biết ngon, phải ăn mới ngon. Đây gì nè. Kiểm dòng rồi, rồi, lâu rồi ra. Chưa tới em mất em anh luôn á. Lâu rồi mà. Vô nè, vô luôn. Rồi, vô luôn. Vô sang ơi.
Rồi thôi clip này mình quay cũng dài rồi, thôi giờ mình tạm ngưng để cho mấy chú lại mấy anh mình ngồi chơi chút nha các bạn. Thôi chào các bạn nha. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake.